Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tây Bắc chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Yên Bái, 489 học sinh đoạt giải và giáo viên có học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2022-2023. Phú Thọ phát triển nghề nuôi cá lồng ở Hồ Ngòi Rành. Lai Châu, ruộng bậc thang tả lèng vào mùa nước đổ. Dự báo về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối của chương trình. Trước hết là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định công nhận 489 học sinh đoạt giải và giáo viên có học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2022-2023. Trong đó công nhận 310 học sinh đoạt giải, gồm 9 giải nhất, 61 giải nhì, 101 giải ba, 139 giải khuyến khích và 179 giáo viên có học sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2022-2023. Thông qua kỳ thi đã đánh giá đúng năng lực của học sinh theo tinh thần, đổi mới kiểm tra đánh giá, vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn, lựa chọn được những học sinh xuất sắc ở 9 môn văn hóa của bậc học trung học cơ sở, thúc đẩy công tác dạy học trong các cơ sở giáo dục theo tinh thần đổi mới, đặc biệt là công tác bồi dưỡng mũi nhọn. Cùng với việc khôi phục, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa làng nghề, tỉnh Hà Giang cũng luôn quan tâm vấn đề bảo vệ môi trường tại các làng nghề, coi đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng để phát triển bền vững. Hiện tỉnh Hà Giang có 41 làng nghề ở nhiều lĩnh vực như mây che đan, dệt thổ cẩm, chổi chít, đan lát, chế tác khèn mông, rèn đúc nông cụ, sản xuất giấy bản. Tổng nguồn nhân lực sẵn có trong các làng nghề lên đến hơn 4.300 người. Nhiều làng nghề phát triển hưng thịnh đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tuy nhiên, để duy trì và phát triển làng nghề, các cấp, ngành đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường quản lý làng nghề, thực hiện lồng ghép các nguồn kinh phí hỗ trợ và đầu tư cho phát triển hạ tầng làng nghề gắn với bảo vệ môi trường, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng. Trong thời điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao. Tại Tuyên Quang, nhiều chương trình khuyến mại đang được các nhà bán lẻ điện lạnh triển khai nhằm kích cầu mua sắm. Thời tiết chuyển mùa oi bức cũng là thời điểm mà các siêu thị điện máy tại Tuyên Quang bắt đầu chạy các chương trình khuyến mãi, giảm giá các sản phẩm điện máy điện lạnh nhằm kích cầu tiêu dùng. Trước đó, nhiều siêu thị đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng với đa dạng kiểu mẫu và xuất xứ để phục vụ sức mua của người dân. Bên cạnh máy điều hòa, các sản phẩm làm mát khác như quạt điện, quạt điều hòa cũng được các cửa hàng bày bán khá đa dạng phong phú. Diễn biến thời tiết bất thường và việc tăng giá điện vừa qua cũng là yếu tố tác động đến sự lựa chọn của người tiêu dùng đối với các thiết bị làm mát có tính năng tiết kiệm điện. Ngay sau khi ghi nhận 2 ca mắc bệnh bạch hầu tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, trong đó có 1 ca đã tử vong, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu. Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cơ sở y tế đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu, giúp người dân nhận thức rõ sự nguy hiểm mà bệnh bạch hầu gây ra, từ đó chủ động trong việc phòng chống dịch cho bản thân và cộng đồng. Cùng với đó, tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ dịch bệnh, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để cách ly, điều trị theo đúng quy định, nhằm khống chế không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, Hồ Thủy Lợi Ngòi Rành, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ có dung tích gần 37 triệu mét khối nước. Công trình không chỉ cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, khu vực lòng hồ còn có tiềm năng phát triển nghề nuôi cá lồng. Sau khi hồ Ngòi Rành ngăn dòng tích nước, Hợp tác xã Dịch vụ Nuôi trồng Thủy sản huyện Yên Lập đã đầu tư làm lồng bè nuôi cá tại đây. Mặc dù mới nuôi được hơn 2 tháng, nhưng các giống cá bản địa như chấm cỏ, chép, rô phi phát triển rất nhanh và đồng đều. Cái ưu điểm thứ nhất là cái mặt nước khá rất sạch và nó là cái nguồn nước suối tự nhiên đổ về, không phải nước sông, cho nên là cái môi trường nuôi để thích hợp với nuôi lồng rất tốt. Trong quá trình nuôi thì
con cá phát triển tốt và ít bệnh tật. Theo quan sát của tôi khi thả giống đến thời điểm này là cá phát triển khá đồng đều và con cá môi trường nước trong và con cá phát triển màu rất đẹp. Ngay sau khi hồ ngòi dành tích nước, Chi cục Thủy sản đã cùng với cơ quan chuyên môn của huyện Yên Lập và Ủy ban Nhân dân xã Trung Sơn khảo sát tập huấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá lồng trong hồ chứa cho bà con nông dân. Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con là chúng ta bước đầu là nuôi những cái đối tượng mà nó phù hợp với cái điều kiện sinh thái. Thế và có thể nghiên cứu trong thời gian tới để thí điểm nuôi các đối tượng như là cá ngạnh, rồi là cá sáp, thế và rồi là cũng như là cá tầm. Đấy, nếu mà có cái điều kiện thuận lợi thì có thể nhân rộng cái những cái đối tượng đó ra để cũng có thể là trong thời gian tới chúng ta phục vụ cho cái phát triển cái du lịch cộng đồng ở trên địa bàn xã Trung Sơn cũng như là cái du lịch của hồ ngòi dành. Hiện xã Trung Sơn, huyện Yên Lập tập trung tuyên truyền nhân rộng các mô hình nuôi cá lồng, hướng dẫn người dân nuôi cá lồng áp dụng các quy trình sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, chú trọng áp dụng các biện pháp quản lý môi trường, phòng trừ dịch bệnh. Hiện nay trên hồ thì bước đầu mới tỉnh mới cấp phép cho một vị trí, thế thì để trong giai đoạn tới tạo điều kiện cho bà con nhân dân tại xã Trung Sơn để chuyển đổi nghề, thì đề nghị Sở Nông nghiệp cũng như là Ủy ban tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cấp phép thêm các cái vị trí để cho bà con nhân dân trong lòng hồ để nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ để tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo. Việc nhân rộng các mô hình và quy mô nghề nuôi cá lồng phù hợp với diện tích mặt nước hồ ngòi dành sẽ tạo thêm sinh kế cho bà con nơi đây. Đồng thời đây cũng là giải pháp gắn với phát triển du lịch sinh thái hồ ngòi dành. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này ruộng bậc thang xã Tà Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đang bước vào mùa nước đổ, thu hút đông đảo người dân và du khách tới chiêm ngưỡng. Ruộng bậc thang là một loại hình canh tác đặc trưng của đồng bào các dân tộc Mông ở trên địa bàn xã Tà Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cũng như các dân tộc ở Tây Bắc. Gắn với địa bàn của mỗi dân tộc ở nơi đây, đó cũng là kết quả của quá trình lao động kinh nghiệm và sự sáng tạo trong việc đưa cây lúa nước vào canh tác trên núi cao. Bây giờ thì gia đình tôi đang chuẩn bị cày bừa để tranh thủ mấy hôm nữa để cấy cho nó xong để anh em còn. Từ bao đời nay, đồng bào người Mông ở xã Tà Lèng cũng như những đôi bàn tay khéo léo đã tạo những thửa ruộng bậc thang giữa đất trời Tây Bắc như những bức tranh thiên nhiên. Những ô ruộng nước đổ xen kẽ những ô ruộng đã lên mạ non khiến ruộng bậc thang ở Tà Lèng thêm nhiều màu sắc. Thời ruộng bờ dùng của tôi thì dùng bậc thang cho nên bây giờ tôi còn dùng trâu bờ cho nó dễ đi, cho nó được năng suất cao một tí, cho máy vào thì nó hơi khó làm một tí. Vào thời điểm này, người dân xã Tà Lèng đang tập trung cho việc cày cấy nhổ mạ hướng tới một mùa vụ cấy có năng suất. Tà Lèng hiện có trên 300 hectare ruộng bậc thang phân bố ở tất cả các bản trên địa bàn xã. Nổi bật vẫn là thung lũng cánh đồng ruộng ở trung tâm xã. Ruộng bậc thang hay còn gọi là mùa nước đổ, đó là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào người Mông xã Tà Lèng nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng. Thông tin thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 26 ngày 27 tháng 5 năm 2023. Lào Cai, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Lai Châu, trời có mây, có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ C. Điện Biên, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ C. Sơn La, trời có mây, có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C. Yên Bái, có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Phú Thọ có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Tuyên Quang trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C. Hà Giang trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin thời tiết các tỉnh trong khu vực đã khép lại chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.